Xin chào, chào cả nhà. chào mừng cả nhà đã đến với kênh Nắng Đẹp Miền Tây nha. Thì hôm nay là buổi chiều cũng mát trời nên mấy chị em cũng rủ nhau lên xà lan để nấu đồ ăn. Thì đây là chị Thảo. Dạ, chào cả nhà đi. Đây là chị Thảo khác nha. Chị Thảo là cái gì Thảo ta? Phương Thảo đó. Cũng Phương Thảo nữa. Khác chị Thảo nào? Chị Thảo kia đó. Cháu con của Tứ không? Thảo đó. Thảo á. Phương Thảo. Ủa này cũng Phương Thảo luôn. Phương Thảo nữa. Hôm nay mấy chị em mình làm bò nướng lá lốt nha cả nhà. Mình có mua được một cái máy thịt bò này. Mình sẽ sắt gà đang bầm. Giờ chị Hảo sẽ nhúng than lên, bạn chuẩn bị ấy, chuẩn bị nướng. Than nhúng hơi lâu nên phải nhúng trước. Cái này mình nướng mình trộn với thịt heo cho nó béo á. Đúng rồi, vậy có mua mấy thịt heo á. Chuẩn bị kỹ lưỡng. Đầy đủ rồi. Vắng Bảo cũng buồn quá ha. Đúng rồi. Quy với Bảo về Sài Gòn học rồi. Thiếu hai cái miệng. Thiếu hai cái miệng nói vậy đó, bình thường nói vậy lắm. Vô lá cà khịa con Lan. Ê Lan, mới rồi tổ chức cuộc thi bê đu qua sông đi. Bơi mới tới chữa xong chắc tắt thở. Tắt ghén chạy ra vớt lên. Mà lâu rồi không thấy sông á. Không có tắm sông. Hồi đó tắm sông vui biết nhiều. Phóng cầu, phóng cây, phóng... Dạ, phóng xuống là có cái cây yêu luôn. Giờ phóng xuống là xiên ngừ liền. Dạ, tại cái dinh phong mình nó làm cái bờ kè á. Cá không mà, giờ để xong nó cạn rồi. Lộn. Sao chị Hảo, cháy không? Gớt nguyên buồn hay quá Lan ơi. Xách nguyên buồn về luôn. Xách nguyên buồn dưới đi, ai ăn ăn. Bé Bo theo cô Như quay clip một bữa đang bú. Đang bú đang sắp sửa cưới vợ. Mau lớn đi cưới vợ nha Bo. Mau lớn lên cưới vợ. Dạ coi. Dạ đi. Đi chơi mà không quên đi theo mình sửa ha. Dạ đi. Đang bú con Hà nữa. Cô Nga đâu? Cô Nga đâu? Chỉ cô Nga coi. Cô Nga là cô nào? Nga đâu? Cô Nga là cô nào? Chỉ cô Nga coi. Ồ, bé bự mà không sửa nữa. Cô Nga đâu? Chỉ cô Nga coi. Bo ăn thịt không? Bo ăn thịt không? Bo mâm mâm không? Bo mâm này không? Mâm không? Hỏi mâm không đút cái tay vô sao trả lời? Nghẹn họng rồi. Nè đi. Nè. Bo mâm không? Cái đầu giống như cái ổ gà quá.
vuốt lên cho đẹp trai đi. À, vuốt lên cái bên đây nó sừng qua luôn rồi. Nó ngủ giấc đã rồi đó. Nó phá rồi, như đuổi lên đó. Ồ, đuổi lên luôn đó. Đuổi lên bờ luôn đó. Có mặt nó kìa. Bờ tắm nước không? Tắm xong không? Thảy nướng xong đi. Tắm không? Thảy xong ha. Mặt nó hơi nóng rồi, ẩm hồng quá. Đơ rồi. Ờ, đơ rồi. Thấy nước đơ luôn rồi. Có. Ừ. Có. Dạ kìa. Dạ đi, như đuổi lên giờ. Đuổi lên đi. Dạ đi. Đuổi lên, nó lì quá. Dạ. Dạ chị dạ như đi. À, hả đó. Hả. À, đi. Đi. Hạ cái rồi. À, hạ đi, hạ đi, giỏi. Hạ, máy bay của Nga rồi. Mì gió rồi. Rồi, vậy này hết làm rồi. Mì gió rồi rồi. Mì gió rồi. Thôi, thôi. Công nhân buổi chiều đây mát thiệt luôn á. Gió xong rồi. Mát bo. Mát không? Mát không? Không, trời nắng quá, trời nắng luôn á trời. Rồi, nó mát quá đi. Thở thì sợ mà, thở ra tiêu đen. Không quá, tôi nghe, dạ đi. Dạ. Ok, một chút đi lên quên cái bình sữa, tối nay bà nội mẹ không có bình sữa cho uống luôn. Rất nhớ nhắc bình sữa nha. Sữa, sữa, nói đi. Sữa, sữa. Coi, coi, coi kìa, kìa, lục bình nó bay kìa, nó trôi kìa, thấy không? Bóc đi, bóc ghe đi, bóc ghe đi. Ghe ơi, ghé đi, chở con bò đi dưới ơi. Chở con bò đi bán luôn. Chở con bò đi bán rồi bò. Ủa mấy đứa tắm xong bơi ra tới ngoài luôn rồi kìa. Đâu? Đó, ngay cái gì đó. Cái xanh xanh đó Lan. Cái phao. Cái phao, cái phao. Ủa nó gan kìa ha. Mấy đứa chắc bên còn quá, bên còn lỡ ra đó thì gần ngồi xuống luôn đó. Chứ mình lỡ bên bể chắc nát thở. Dạ mọi người đang làm gì vui thế? Chờ, bơi xuống chào như một hậu. Qua hậu thân thiện đó nghe. Mẫu nhậu với bà nè bà Sáu. Nhậu mẫu của ông Sáu đó. Nhậu là được không Sáu? Được. Đường xuống làm đi, nhậu thì vô làm luôn. Uống bia không? Cái gì ta lấy bia. Ngon quá. Mát quá, chắc mình nhảy xuống sông tắm quá. Nhảy đi sao? Nhảy đi con quay chứ. Tắm sao? Mày tắm không? Mày tắm đâu cô? Tôi không có đem đồ theo, tôi tắm. Tôi đem đồ rồi, tôi tắm rồi. Còn cái bụng chuối đắng nữa kìa. Đây đông người quá làm cái nhậu. Vậy là hả Nhân chắc vậy hả? Dài kìa. Hả trẻ vậy hả? Đây con ấy cho. Vậy nè. Không kìa phải không? Ừ, ấy xùi đi. Dài vậy đó. Hả sao nó dài rồi. Sáu rồi nè. Chóng đói. Chóng đói luôn mà. À, bữa nay đầu năm mới mới trang mình à, tụ tập lại làm đồ ăn ngon quá các bạn ơi. Gì đầu năm mới trời. Chị gì cái gì? Cái mới nói cuối năm bị la rồi con nhỏ này được cái này mày kêu bả nói được gì rồi chơi chắc ăn mấy giờ mà cái chó mày làm hoài thôi đến tối giờ hết giờ nè em còn đợi nhiều tỏi được chưa có đi đâu tỏi gì bầm chứ nè bữa nay cuối năm có nhiều lũ chưa hoa nữa ăn cũng nhìn thấy đẹp nữa. Mình niêm cho tới khi mà ai đó kêu mình dừng lại thì mình dừng, không niêm hoài luôn. Phải như vậy hả? Bút bài quá thế. Rồi dắt tiêu vô luôn không? Dạ, tiêu nữa.
Mình làm mắm nêm mình có lấy miếng tỏi nữa nè. Mắm gì? Mắm tỏi. Tiếp ra, tiếp ra mình bán luôn rồi kìa. Đây là mắm nêm làm chưa. Cưng ấy tỏi xong đi rồi lấy cái tấm lớp bằng cho khớm được. Khớm mới làm mắm nêm. Khớm hồi nãy có chị có tính chờ lại miếng để mình sống. Ừ, ăn sống nữa. Chảy ra hồi nữa đi bà sao? Mình làm nữa đi. Ờ, kiếp kìa. Ngang á, ngang á. Để lát cuốn. Tấm lớp này rồi bằng cái đó. Thì bà sắp nhỏ rồi chứ đi rồi lát bằng. Mà bằng nhuyễn nhuyễn đi. Ừ, bằng nhuyễn nhuyễn. Ừ, bằng gì đó. Ừ, rồi thôi. Nhiều không? Nhiều được chưa? Miếng nữa ha. Miếng nữa đi. Cái này mà cắn vô cái nó đã gì đâu. Nè, để hành vô. Rồi, ấy ấy tỏi ngon. Rồi, chưa rồi hả? Chưa tỏi rồi hả? Rửa lắm nước. Phải không? Không, ớt đó không có làm gì hết. Bỏ vô mắm nêm á. Không, để tỏi nè mà có. Vậy chứ không lẽ bỏ không có ớt. Không, không, không. Không vậy hả? Bỏ tỏi với thử anh em đi ăn ớt thì để vô để cay rồi sao gì nữa. Cái lá nó bị gì già, nó dột. Cái này lá cách với lá lốt luôn. Ừ. Em thử mắm nêm hay gì ạ? Ủa, lá lốt. Cái lá lốt gì trên nướng lên nó thơm. Cái này em tăng lá cách hơn. Nó đẹp ơi, bữa nào mình kiếm bông tử cá đó dùng dồn, thịt nướng mình ực như quỷ. Mình dồn hơi cực nhưng mà ăn mau quá. Cực lắm. Để có làm em thấy mẹ em làm lâu cũng chết luôn. Ừ. Thôi hổng ta làm lần không muốn khóc luôn. Không đông người thì mình làm mau. Ừ. Giờ có lửa than rồi nè, mình nướng luôn. Mình vừa nướng vừa ấy, tại vừa sợ than nó tàn á. Vừa quấn vừa nướng cho vừa quấn. Tưởng nó nói vừa nướng vừa ăn. Vừa nướng vừa ăn, nướng ăn không kịp luôn. Còn rồi nó gió. Chắc nó được than. Đây ba cái này vậy là được rồi phải không? Ừ. Trời, cuốn lẻ quá ha. Trời, tới hai ba người cuốn rồi. Tới 6 cái tài lần đó. Ừ, hôm rồi đó trời, nó hụt lắm rồi, nó hôm dữ rồi. Nhớ hồi trước á. Bình thường ăn nè, ăn cái mình. Chị ngủ nhỏ bạn á, là hai chị em làm này nè. Trời ơi, có hai đứa ngồi bầm đã rồi cuốn đã nướng xong hơi nghỉ. Mệt, mệt. Mệt, nghỉ ăn đủ ăn đâu. Ăn hết nổi uống nước không à. Mà lúc mà hắn nắng á, trời nắng á. Ờ, hắn nắng. Rồi á, rồi xong hai đứa. Tao đó, tao làm mắm đi mà tao làm à, sống không, tao đâu có tốt rồi. Không khử đâu hôm đâu. Đâu bữa nay bà khử bà ăn thử coi nó có mùi nó khác không bà sao? Thơm quá mấy chị em ơi. Hết luôn hả Nga? Giờ nãy là tao nghe nghi, giờ tao nói đó thấy không? Lấy cái mẹ, mẹ lấy đồ ăn, làm đồ đêm mà tao nói gì. Từ từ. Cái lúc mà biết đây là... Rồi ba tao nhậu mà ba đi uống cà phê làm sao? Ngát đồng bọn liền quá trời. Gì vậy?
Phê phê chứ. Bà giúp cho Thảo con ghé đi. Thằng Sáu là kèo nào cũng chơi chứ. Giúp Trần Thảo con ghé. Thằng Sáu có thể uống một cái ben rồi đi uống cái ben được. Không không không, 5 lon à. Mai sao còn đi làm bà ơi. Quên ghét mới đi làm. Thách lóc là mấy lon mà sao? Hả? Thách lóc là mấy lon? Thách lóc chắc 15 lo, 20 lon. Nhiều quá tao đếm không hết. Bà uống mạnh đó. Không có mấy lon đâu, bà uống hơn có 15 lon. Làm lon nếu mà vui thùng chứ nhiều. Vui là uống hoài tới sáng. Còn không vui là hai lon giọt. Uống là lạc kẹo thôi cơ. Hồi đó mới lên lần đầu tiên nè, mấy nhỏ này nó canh nó giết tao nè, Mai nè. Đâu có cửa. Nó cho chị Sáu lên đời lên bờ, chị Sáu lên sao? Mình lên. Nó đẩy mấy nó lên bạn chân lần nó lên nhà mấy này nè. Nó đẩy nói với bà kia ép tao uống gần chết, ép chứ. Tao sợ. Ừ. Ngon quá. Ngon hơn bà làm sống không? Bà kiểu như ta làm sống không có. Không thơm. Sống thì nó không có thơm. Ừ. Mắc thấy chiếc xe đó chở mình đi đi. Chiếc xe. Chiếc xe. Hết hồn chiếc xe. Bị. Đừng ăn dụng nghe Lan. Đâu bậy. Chưa luôn, chưa làm gì luôn á. Tôi thử chứ vừa ăn không? Đúng rồi, nè tao test thử mà tao chưa làm gì. Tôi thử chưa? Ủa đây nãy ướp này vừa ăn chưa Lan? Chưa thử chứ sao thử được. Anh em lớn nhất tao ăn chờ thử cho. Sáng hay hay lắm giờ tao hát thử vậy câu rồi tao. Hồi ăn lại sống. Nếu mà tao hát ở đây thiệt bà bảo đảm. Cá mà ngốc lên nó nghe. Ôi hay quá. Còn bốn. Còn bốn. Bà sao bà hát cái con cá xấu quá lộn với đó nên nhảy lên đây hầm cái phần trên lợi mày nè. Hai có thêm món thịt cá sấu nướng. Hát cái trên sáu nghĩa nè, hát bài ca đình tử nè, tôi mê ai cũng ghiền luôn. Làm hải có bốn cá. Đào lên ca vô câu giống cổ thôi. Câu giống cổ rồi lên đầu rồi. Cá lên bờ luôn rồi. Cá sấu nhảy lên bờ rơi đầu. Trời ơi Lý Chiêu Bình yêu tôi từ lâu mà người không nói. Vậy đến hôm nay tôi bước lên kiểu cưới thì người mới nói tiếng yêu tôi thì đạo duyên kia gian dở từ lâu. Lý Chiêu Bình ơi, người đừng dối chấp tôi dung phụ tình người. Nếu tình yêu kia là hai dòng nước ngược thì trái tim này tôi xin được sẽ làm đôi. Một nửa là cho vũ trưởng gian người mà tôi yêu quý, còn một nửa cho nam tướng Lý Chiêu Bình, để tôi khỏi phải mang tiếng nhơ danh làm thân con gái mà phải lấy hai chồng. Không tặng bông lục bình. Khích lệ tinh thần của bà Sáu. Khích lệ tinh thần tặng bà Sáu liền luôn. Xin cảm ơn những cành hoa rất là thân thương của mấy em. Mình hát tiếp. Trời ơi, một cành hoa xuân mà hai con bướm mộng, một bến yêu đương mà hai chiếc thuyền tình. Tôi biết yêu vô trường gian hay yêu Lý Chiêu Bình, vì đời tôi nghèo là 12 bên sông. Bến sông sâu biết đâu mà mong, tình ban đầu gì đâu trái ngang. Duyên kiếp ai gánh ai thôi lìa tan, vì cả hai ai cũng đều cao thượng. Tôi biết yêu ai để chọn ai là chồng. Bà hai giặt con tử nữa.
rồi mình bỏ đậu phộng lên bánh hỏi nè cho nó thơm ngon nha mấy chị, nó giòn. Hai người đẹp của ai ăn cho nó ngon. Dạ, hai người đẹp của ai xuống nữa rồi kìa. Không biết à, không biết của ai à. Biết của ai chẳng hạn nha. Của ai nó nhắc mà. Bà Sáu nhận tại bà Sáu ơi. Chào rồi, chào mấy người. Chào mấy người. Chào mấy người. Chào cả nhà. Đang nói chuyện là hoàng. Em ơi, mình ra mình ăn thôi, để nó đi. Để mà chứ khét rồi. Còn mấy cục rồi, thầy bỏ ra ngoài đi rồi chở chở mấy cục này nữa xong rồi. Rồi đi. Để hồi tối. Nãy giờ mình làm giờ mình ra ăn thôi. Lấy cách. Cái dĩa này để làm gì vậy? Cái dĩa này vô này. Giờ mấy chị em cũng làm xong cái món bò nướng nó lớn rồi nè cả nhà. Mời cả nhà dùng chung nha. Xin mời cả nhà. Ăn bò nướng lá lốt. Rồi ai múc cơm thì múc cơm quá. Múc con tôm. Con tôm nè. Con tôm. Con tôm là ăn với đậu. Đây chị múc cho. Con tôm quá. Dạ rồi. Này chị Sáu. Ngồi gì khó ngồi quá ta. Ngồi chờ hổm đi. Em chưa vừa thôi. Ngồi cho hợp dễ di chuyển. Con cũng chán ra. Quá. Để miếng bánh hỏi này vô xong mới đầu. Cái cuốn nó bự không ta? Cuốn một cuốn không bự lắm đâu. Không phải không được không lên luôn. Mà có miếng bánh tráng này như nó hơi bự cái ta. La lắc nè. Cuốn của gì mai mới chắc lượng nè. Sao nãy giờ chất quay. La cắp với la lốt. Chất quá hoài luôn. La cắp với la lốt. La lắc. La lắc con heo. Rồi xong. Có cuốn nào bự bằng cuốn của tôi. Cố được cắn cái nghẹn họng. Ướt quá ướt rồi. Hãy thấm nhẹ nhẹ thôi. Thấm nhẹ nhẹ thôi. Nó nhúng nước đi. Nhúng nhiều, nhiều khi rau nó ướt nè. Sao mình cuốn cuốn nước của mình nhỏ vậy? Thì nó cuốn nó mất rồi. Bà cả nhà ăn. Ngon bà Sáu. Ngon quá. Không lan. Ăn quỳ ra không lan. Ngon quá. Ngấm trong nước nè. Chị Sáu mình làm mắm nêm ăn cũng được ha. Cũng được thôi kìa, bà Sáu cho chưa ngon nha. Chưa lục nghề bà Sáu rồi. Ăn ớt không chị em? Cắn một cái rồi ăn rã. Muốn nước lửa cho ớt không kìa? Thảo nó rồi, Thảo ăn ớt vậy. Thảo thánh. Thánh ăn cay. Ăn mà không cắn thì bỏ đâu. Ăn cũng cắn không được. Bò hấm à. Cắn cho chúng mấy cục tiêu quá, nó cay cay. Ngon quá. Nó còn thang nó đỡ là nướng mau. Biết gì nè, con bẻ cái lá cách nữa. Ngon á, cuốn ngon quá. Cho cách nó ngon. Cái lá cách non á, rồi quên. Nắng sống chưa phải bẻ luôn cho trên nhà chị với lá bù bự luôn. Giờ gắt không ra biết sao. Sắp ăn quá bữa nay. Tụ hợp. Ai mà muốn tắm lát bóng luôn.
ơi, mà cái này có cái xấu thôi, mình là mình cuốn mình tắm mình cuốn cuốn bún đẹp lắm nha mấy bạn, trời ơi Thảo nó cuốn rồi mà cả nhà ăn đó, mình cuốn rất là đẹp. Ủa sao mình cuốn này bự à, mình đẹp mình cuốn cái cuốn cũng đẹp nữa mấy bạn ơi. Cuốn nào bự cái rau nhiều á. Ồ cái rau nhiều hai miếng dưa leo Thảo nó cuốn cái đó chứ nhiều cái bánh bánh khiếp à. Chê hoài cái gà luôn. Ba cuốn bự không? Có đã. Ngon ha. Cuốn cuốn bự. Ăn hơn chứ. Nướng thì cũng đông mới mới ngon. Chào cả nhà, thì bây giờ trời cũng tối rồi đó, thì nên là mấy chị em mình sẽ kết thúc clip tại đây luôn nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh. Hẹn gặp lại cả nhà ở video clip tiếp theo nha. Xin chào cả nhà.